Ok, hello, xin chào anh em đến cái chương trình Live Learn ngày hôm nay. Chỉnh cái cam rồi, mất nét rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái chương trình giới thiệu về sản phẩm cho anh em. Cụ thể hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái sản phẩm của hãng Works. Đọc theo một cái tiếng Anh anh em đọc đúng là hãng Works. Còn nếu anh em đọc theo tiếng Việt thì là Works. Tùy anh em thôi, anh em muốn đọc theo cái gì cũng được, miễn sao mà hiểu thôi ha. Thì đọc giống như The World thì nhiều anh em học đọc The One cũng được, ông đọc The Hoa cũng được á, đọc sao cũng được, tùy anh em thôi. Nhưng mà mình chỉ cho anh em cái cách đọc đúng là hãng Words. Ok rồi, hello xin chào anh em, và anh em nhớ bình luận để chúng ta bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay để mình biết coi anh em xem có được hay không. Chào anh Quang Lê Chí. Thì hôm nay mình sẽ cung cấp cho anh em thông tin cũng như những cái sản phẩm của hãng Words tại Store 1. Và hôm nay mình sẽ test cho anh em xem những cái sản phẩm này nó như thế nào luôn. Anh em cứ vào xem ha. Bên chương trình hôm nay là chương trình livestream, mà mình sẽ livestream từ bây giờ đến 12:30 hoặc hơn một chút xíu. Nó tùy vào cái nội dung của thông tin chương trình ngày hôm nay. Ok, anh em cứ vô bình luận đi ha. Anh em có nghe rõ hay không, có cần cái gì hay không thì anh em cứ ok, hello anh Hà Quốc, rất là khỏe anh em ha. Dạo này vừa khỏe vừa đẹp. Cảm ơn Điệp Quốc. Chào anh Điệp Quốc nha. Khỏe đẹp luôn nha mọi người ha. Mình đang đợi bên hãng WorkX họ gửi qua cho mình một cái slide giới thiệu cụ thể về cái công ty sở hữu thương hiệu Wash này, là công ty Bositep. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì hy vọng với những cái kiến thức của mình có thể cung cấp cho anh em thêm những cái thông tin về cái thương hiệu này, để chúng ta khi mà chúng ta có quyết định là chúng ta có lựa chọn nó hay không thì chúng ta có cái thông tin để chúng ta cân nhắc và lựa chọn. Thì cái hãng này theo mình đánh giá sơ sơ thì mình rất là hài lòng về cái chất lượng của nó. Hôm trước thì mình có làm cho anh em một cái video so sánh về chất lượng giữa hãng Wash, một cái máy mài của hãng Wash và một cái máy mài của hãng Inco, để cho anh em thấy nội thất bên trong nó đã khác nhau như thế nào rồi. Mình chưa nói về vấn đề là nó sẽ sử dụng như thế nào ha. Mình chưa nói về bảo hành, mình chưa nói về tất cả những cái thứ khác. Mình chỉ đang nói vấn đề duy nhất, đó là về cái nội thất bên trong thì nó đã có sự khác biệt. Thì mình sẽ giới thiệu sơ sơ cho anh em về cái hãng này trước, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu vô chi tiết những cái bàn sáng chế, những cái thông tin về nó, và mình sẽ share cho anh em luôn, cho anh em xem luôn. Thì ở đây thì mình có cái thể share được cho anh em cả cái màn hình của cái hãng này. Đây phải không ta? Chất quốc rồi. Anh em đợi mình chút ha. Kêu anh An xuống thì mạnh cái nó không có lên được cái màn hình đúng. Rồi, anh em cứ bình luận đi ha, mình sẽ hỗ trợ trả lời cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh Điệp Quốc. Hồi nãy sao lên 30 mấy người xem, sao giờ tụt xuống còn 25 rồi trời. Tụt lên tụt xuống giống như là đi lên dốc. Dạo này Facebook nó đổi thuật toán ấy, anh em ha, nó sẽ hạn chế rất là nhiều cái được tương tác của chúng ta, nên khi mà chúng ta xem ở trên YouTube thì nó sẽ ok hơn ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em sơ sơ một số cái sản phẩm mình có ở đây. Có một số sản phẩm mà mình thấy người ta quảng cáo rất là nhiều, và được gọi là top 10, top 5 những sản phẩm mà gọi là hay ho nhất, hoặc là những cái innovation, những cái gọi là những cái sản phẩm có sự cải tiến vượt trội. Thì đây là một cái sản phẩm ví dụ cho anh em ha. Đây là cái con máy vừa khoan vừa bắn vít mà hai chức năng. Cái dòng này thì hiện tại trên thế giới thì chỉ có một mình cái ông WorkX này ông làm thôi. Và đây có thể là một cái sáng chế độc quyền. Đó lý do tại sao chúng ta không thấy một cái hãng nào khác làm một cái máy tương tự luôn. Tại vì hãng này đã mua luôn cái thương hiệu, mua luôn cái quyền sáng chế tạo ra cái sản phẩm này rồi. Đây là một sản phẩm rất hay mà chúng ta có thể làm cả hai việc cùng một lúc, bắt vít và khoan, và chúng ta chỉ cần xoay như thế này. Thay vì chúng ta chỉ phải mở ra như thế này, mỗi lần chúng ta như vậy chúng ta sẽ tốn khá là nhiều thời gian. Thì hãng WorkX sản xuất ra cái khoan này rất là thông minh. Hoặc là như anh em thấy trên tay mình có một cái máy khoan nhỏ xíu, anh em nói khi mà mình coi trên catalog mình thấy trời, cái khoan này mà khoan được cái gì. Nhưng thật sự mình đã rất bất ngờ khi mình mang nó về và mình cầm ở đây, nghe cái tiếng máy thôi chúng ta đã cảm thấy được cái sức mạnh của nó, cũng như độ tiện lợi của cái máy khoan này rồi. Và đảm bảo những anh em nào có cái nhu cầu tương gọi là phù hợp thì chúng ta sẽ phải lựa chọn nó thôi. Hoặc ở đây thì mình sẽ có thêm cho anh em thêm hai dòng sản phẩm nữa. Đây là một cái máy khoan pin, máy khoan pin 18V, hàng của hãng WorkX. Giá nó mắc ngang cái hàng của hãng The Watt nha anh em ha. Đây thật sự đó cũng là một cái nỗi băn khoăn rất là khó khăn của mình khi mình giới thiệu và bán cái sản phẩm này. Tại vì cái hãng The Watt hiện tại họ để giá rất là tốt rồi, còn hãng WorkX mà để giá như vậy thì rất là khó cạnh tranh.
Nhưng mà mình tin là những cái thông tin mà cung cấp sau đây sẽ cung cấp thêm cho cái ông, các anh em những cái thông tin để chúng ta biết là tại sao cái giá nó là như vậy và chúng ta đang bỏ tiền cho cái gì. Và đây là một sản phẩm cũng rất là hay ho khác của hãng mà luôn luôn được nằm trong top những cái sản phẩm gọi là recommend, những cái sản phẩm mà nên mua trên Amazon. Đây là một cái cưa 2-in-1, vừa có thể cưa lọng mà vừa có thể là cưa kiếm luôn. Ok, mình sẽ giới thiệu chi tiết những sản phẩm này trong cái chương trình hôm nay. Mình sẽ review và cắt thử cho anh em xem luôn. Nhưng mà trước mắt thì mình sẽ đi vô cái phần đầu tiên, đó là mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái hãng này. Rồi, hello anh Thảo Phạm. Hello anh Hùng Phương. Máy cắt thông minh, từ từ hết tất cả những cái thông tin anh em cần thì mình sẽ cung cấp trong chương trình ngày hôm nay. Anh chưa vô được cái điện máy này nha, nó chưa kết nối với cái máy của anh đó. Đang kết nối với cái máy kia đó nha. Giờ. Yeah. Rồi. Ở đây mình có một slide giải thích về cái thương hiệu này. Thì bây giờ nếu mà anh em tìm hiểu về thương hiệu Quật X ở trên Google thì đa phần anh em sẽ thấy thông tin ở bên Wikipedia. Thì một số anh em bữa trước đã comment là khi mình giới thiệu về hai cái sản phẩm của hãng Inco và hãng Quật X, cái máy mài đó, thì anh em có góp ý là cái hãng này là thương hiệu Trung Quốc. Thì mình chưa có trả lời liền, tại vì mình cần thông tin xác nhận. Tại vì lúc mà mình nhận cái thông tin đầu tiên thì mình được nghe nói đây là thương hiệu của Đức. Và sau đó là mình xác nhận lại thông tin, và hôm nay mình làm một cái video chính thức để cho anh em có đầy đủ thông tin về nguồn gốc thương hiệu cũng như everything về cái này. Thật ra khi mình nói về thương hiệu Đức thì nó không đúng. Nhưng mà mình nói nó là cái chất lượng Đức thì nó không hề nào sai. Đây là một sản phẩm mà nếu anh em thấy á, lên trên những cái trang web hoặc những cái nơi bán hàng về dụng cụ cầm tay nổi tiếng nhất trên thế giới, những cái như là Home Depot của Mỹ hay là Ace, hay là những cái Lowe ở bên Mỹ hoặc là ở bên Canada hoặc là ở bên Nhật, thì mình đều thấy cái thương hiệu Quật X này bên trong đó. Và đây là một thương hiệu được xác định là một cái thương hiệu cao cấp, chất lượng cao cấp. Thì hàng này thì giá nó không có rẻ nên là nó như vậy rồi. Hàng này thì nó có một cái đặc điểm của rất là riêng của hãng Quật X, đó là cái tính innovation, tức là cái tính khác biệt, cải tiến. Họ làm những cái sản phẩm mà hầu như không có giống cái hãng nào hết. Và tại sao họ làm như vậy? Tại vì họ thuê hẳn một cái ông chuyên thiết kế người Ý chỉ thiết kế ra những cái sản phẩm này. Và đây là những cái kết quả mà họ đạt được, những sản phẩm không giống ai. Và những sản phẩm này nó phục vụ riêng cho một số nhu cầu đặc biệt, và họ đặc biệt hướng đến những khách hàng sử dụng gia đình, những khách hàng sử dụng mà hay đi, những khách hàng sử dụng mà không có chuyên nghiệp lắm nhưng mà cần một cái sản phẩm tiện dụng và có thể sử dụng một cách dễ dàng. Thì đó là theo mình đánh giá, đó là những cái tiêu chí của hãng Quật X. Tại vì những sản phẩm mà 2-in-1 hoặc là những cái sản phẩm mà nhỏ gọn, hoặc là những cái máy rửa xe mà họ có một cái máy rửa xe sử dụng bằng pin, khi anh em nhìn nó trời, cái máy này mà rửa được cái gì. Nhưng thật sự á, nếu mà chúng ta hiểu được cái cách dùng của nó, cái máy đó là để cho anh em nào đi phượt đi xa. Khi mà chúng ta đi phượt đi xa, chúng ta không thể nào giác một cái máy rửa xe bình thường được, tại vì chúng ta sẽ không có điện và chúng ta cần pin, và nó phải thật sự gọn nhẹ như một cây súng vậy đó. Chỉ cần dục nước xuống hồ thôi cũng có thể rửa xe chúng ta được rồi. Đi đường rừng, đi đường xa, đi đường bụi bặm, chúng ta có thể rửa xe của mình cực kỳ dễ dàng luôn. Hoặc là những cái máy cắt cỏ, hoặc là những cái máy cưa súp rất là đặc biệt, không có giống ai hết luôn ha, làm ha. Thì đó là mình giới thiệu sơ sơ về cái triết lý mà họ làm. Thì để hiểu hơn về cái triết lý này thì mình sẽ xin phép anh em là mình sẽ vào website của họ và mình sẽ chia sẻ cho anh em để chúng ta có thêm thông tin. Anh em có thông tin, có nhu cầu hỏi cái gì, anh em cứ đặt câu hỏi ở đây thì mình sẽ nhân cái video này mình sẽ hết đâu. Được chưa em? Em click play lên nha. Click play gì? Nó đang nói máy của anh đúng không? Đâu có nói máy của anh đâu. Em thấy nó đang bước trên đây. Sao trên đây nó không lên nè? Đừng có click play, đừng. Đây, nó đâu có lên đâu. Thấy không? Hỏi anh. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên internet, mình Google mình tìm trước ha anh em ha. Thì khi mà anh em tìm cái thương hiệu Quật X này, nó sẽ có ra rất là nhiều website. Thì nó giống như là thương hiệu của Makita vậy đó. Khi anh em tìm Makita thì nó có rất là nhiều cái website mang cái hiệu Makita. Thì mỗi một quốc gia, mỗi khu vực thì sẽ có một cái website riêng. Chẳng hạn như là website Quật X ở Europe, là ở châu Âu, hoặc là ở Nhật Bản cũng có, hoặc là ở Mỹ nó cũng có. Thì mỗi một cái website nó sẽ có mỗi cái khu vực khác nhau.
và nó cũng là website official. Tại sao biết official? Tại vì nó chỉ khác nhau về cái ngôn ngữ, chứ về mặt giao diện và nội dung là giống nhau. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem một cái website, chẳng hạn như mình sẽ xem cái website ở UK đi. UK là ở, thôi mình coi cái web chính của nó là watch.com hay là watch.com. Thì trong cái website này thì cái hãng Watch này thì nó không có thành lập, không có lâu năm, nó chỉ tính tới nay thì tầm khoảng gần 20 năm thôi. Thì được thông tin từ hãng là hãng chia sẻ với mình như thế này. Thì ở Trung Quốc thì người ta đó, chính phủ Trung Quốc hoặc là nước Trung Quốc nói chung, nước Trung Quốc thì anh em biết là được coi là công xưởng sản xuất của thế giới. Thì nó giống như là cái nơi sản xuất thôi, và người ta luôn mặc định là Trung Quốc là nếu mà làm cái hiệu gì là không có cái hiệu gì mà xịn hết rồi á. Thì ở chính phủ họ nhận thấy một cái điều, tại sao mà cái nước mình cái gì cũng làm cho người ta hết mà lại không có một cái gì thật sự là tầm cỡ thế giới về một cái thương hiệu trong một cái ngành gì đó. Thì họ thấy điều đó và họ chọn ra mỗi ngành. Mỗi ngành họ sẽ chọn một cái thương hiệu mà họ có thể lấy thành một cái thương hiệu giống như thương hiệu quốc gia trong ngành. Thì cái hãng Watts này, cái hãng Watts này được đánh giá là một trong những cái hiệu mà chất lượng tốt nhất. Và nó bán là bán global. Ở Trung Quốc thì mình nói như là hãng DCA là chỉ là nội địa Trung Quốc thôi anh em ha. Inco Total thì họ có bán cho một số quốc gia, nhưng đa phần là những cái quốc gia chưa đang phát triển hoặc là quốc gia có điều kiện kinh tế không cao. Thì những cái hàng đó hàng phân khúc khắp. Nhưng mà Watts này bán được ở Đức, bán được ở Mỹ, bán được ở Canada, bán được ở Nhật, thì nó không phải là một sản phẩm tầm thường. Gì vậy? Ok, đây mình sẽ, sao nó hiện không đúng cái này ta. Thì bây giờ ở đây mình sẽ vô cái phần about, tức là mình sẽ vô, đầu tiên là mình lúc nào mình cũng sẽ vô coi cái phần giới thiệu, sẵn giới thiệu thông tin của nó ha. Thì cái hãng này nếu mà chúng ta mua ở nước ngoài thì nó sẽ có 3 năm bảo hành, 30 ngày return and refund luôn. Nhưng ở Việt Nam thì không có cái chính sách này ha. Ở Việt Nam thì mình đính chính lại, bữa trước mình nói là bảo hành 1 năm thì không được, tại vì hãng hồi xưa thì thử nghiệm bảo hành 1 năm nhưng mà ở Việt Nam xài hao quá, nên là họ không bảo hành 1 năm, họ chỉ bảo hành trong 6 tháng thôi. Thì đó là những cái gọi là, đối với mình đó là những cái thiệt thòi của người dùng Việt Nam. Nhưng mà cái thiệt thòi đó đến từ cái thói quen của mình thôi. Nếu mà thật sự chúng ta sử dụng đúng, chúng ta uy tín, chúng ta đàng hoàng thì hãng sẽ rất là tự tin để có thể hỗ trợ mình. Còn bây giờ ở mình ở đây thì mình không có ok thì người ta sẽ cũng sẽ hạn chế thôi. Cái điều đó là vậy. Thì thật sự nếu mà Việt Nam mình giống như ở bên Mỹ thì Makita có thể hành 3 đến 5 năm. Có ông điều quá là ổng mạnh quá, ổng là tập đoàn số 1 thế giới, ổng nhiều tiền quá nên ổng chơi 3 năm luôn. Còn mấy cái anh kia nhỏ nhỏ hơn thì mấy anh không có dám ha. Đó, thì đó mình chia sẻ đây để cho anh em thêm là nếu mà chúng ta người dùng ở Việt Nam chúng ta dùng sản phẩm đúng, chính xác và thật sự là trung thực. Chứ là nếu nó sai của mình thì mình chấp nhận của mình chứ đừng đổ thừa. Thì mình nghĩ tương lai chúng ta sẽ sở hữu được những cái quyền lợi giống như nước ngoài người ta sở hữu. Giống như thế này, 30 ngày refund luôn. Xài mà thấy không ưng ý, trả lại trả tiền luôn. Đó, ở Việt Nam không được nghe, chết luôn á. Ở Việt Nam mấy ông cần cái mua về xài 7 ngày xong đem lại trả rồi thôi hết. Cửa hàng như mình là sạc máu luôn ha anh em ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem về cái about, tức là chúng ta sẽ xem về những cái thông tin về cái thương hiệu này. Mình sẽ chia sẻ cho anh em ở đây. Innovation, đó là cái từ mà họ muốn. Innovation dịch ra tiếng Việt, đây mình sẽ dịch cho anh em xem ha. Nó là cái sự sáng kiến hay là những cái điều mới mẻ. Nó khác creative là chỉ là sáng tạo thôi ha anh em ha. Còn innovation nó mang cái tính chất đột phá, cái tính chất kỹ thuật, cái những cái gì thực sự hay ho nằm ở trong đó. Còn sáng tạo creative thì chưa hẳn nó sẽ là như vậy. Thì cái innovation là cái gọi là hướng dẫn họ, dẫn dắt họ, coi như là triết lý kinh doanh của họ đi. Nếu những sản phẩm của họ được tạo ra mà không có cái tính chất innovation, một cái cơ lộng tạo ra mà giống y như cái cơ lộng của một cái hãng khác, họ sẽ không làm. Một cái máy khoan được tạo ra giống y chang hãng khác, họ sẽ không làm. Một cái máy trà nhám làm giống y chang hãng khác, họ sẽ không làm. Đương nhiên nó phải đảm bảo được những cái core feature, là những cái chức năng cốt lõi của sản phẩm đó. Máy khoan thì phải khoan được, máy bào thì phải khoan được, máy chà nhám thì phải chà nhám được. Chứ sản xuất ra một cái máy mà nó rất là đặc biệt, nó rất là lạ nhưng mà nó không dùng được thì cũng như là bỏ đi. Nên là ở đây mình muốn nhấn mạnh cho anh em, nếu chúng ta đang chọn Watts, đó là chúng ta đang chọn cái chữ innovation. Chúng ta chọn Makita, đó là cái chữ history, chữ lâu năm. Chúng ta chọn DeWatt vì cái quality, là cái bảo hành. Hoặc là chúng ta chọn Bosch
cũng là gì? Một cái belief, niềm tin về một cái chất lượng, một cái quality, một cái chất lượng lâu năm. À, và nếu chúng ta chọn what is, đó là những người giống như mình, những người trẻ, những người mới và những người muốn tiếp cận một dòng sản phẩm innovation, đó, một cái sản phẩm sáng tạo đặc biệt, nó không giống như cái nào khác. Và mình sở hữu sản phẩm đó là mình, nói chung là cảm giác nó hơi hiện đại, nó hơi mới. Thì mình chia sẻ như vậy để cho chúng ta hiểu vị triết lý. Khi mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm của một cái hãng, chúng ta phải hiểu được đằng sau cái đó là cái gì. Thật sự thì mấy ông Trung Quốc thì mình không có cái đó. Tại vì ví dụ như mấy ông Trung Quốc thì đa phần là bán hàng thôi. Chẳng hạn như Inco Toto thì làm sao là One Stop Station, tức là nơi kết thúc của mọi thứ. Bạn muốn mua cái gì họ cũng có hết. Và chất lượng của nó thì nằm ở mức bình thường thôi, và giá bình thường. Thì đó là cái cách của họ làm. Thì nó hơi hớm là làm ăn thôi, làm sao có lời thôi. Còn cái hãng Watch này thì nó rõ ràng họ làm ra vì một cái sự đam mê vậy anh em ha. Và cái lịch sử mình sẽ đọc cho anh em ở đây. Other company building as Watch we create. Ngay cái từ đầu tiên mà anh em xem trên cái website là gì? Những công ty khác thì họ tạo ra những cái điều gì đó, nhưng mà ở Watch là họ sáng tạo ra những cái điều đó. Đó là lý do tại sao mà mình nói ngay từ ban đầu, tại sao chính phủ Trung Quốc lại chọn Watch là một trong những cái thương hiệu hàng đầu trong hàng dụng cụ cầm tay của Trung Quốc. Khi mà nói về dụng cụ cầm tay mà mang thương hiệu Trung Quốc, người ta sẽ nhắc đến Watch như là một cái thương hiệu đẳng cấp của Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì nó khác biệt. Tại vì nếu mà chúng ta lấy một cái thương hiệu y chang như cũ, những cái sản phẩm khác với những mẫu mã khác, chẳng hạn như DCA, một sản phẩm chất lượng rất tốt, nhưng mẫu mã của nó hoàn toàn giống y chang Makita. Hoặc là một số cái hàng máy khoan, anh em thấy máy khoan bê tông, hàng bô gì đó, y chang Boss, y chang Makita, thì nó không có một cái sự khác biệt. Người ta sẽ không đánh giá cao, ô mày đang bắt cấp, mày đang bắt chước thôi, chứ không phải mày đang create, không có thể đang sáng tạo. Và cái hãng Watch này, vì cái triết lý của họ, cái người mà làm ra cái người này, cái ông mà founder đó là một ông rất là tiến bộ. Ông thấy điều đó và ông hợp tác với một ông người Đức. Và hai ông mới tạo ra cái thương hiệu này và sáng tạo ra những sản phẩm này. Và toàn bộ cái dây chuyền sản xuất và công nghệ là công nghệ của Đức. Nên mình nói ở đây cái chất lượng của nó đạt tất cả những cái chất lượng tiêu chuẩn của Đức. Và văn phòng chính của nó thì đang nằm tại Đức. Thì nếu anh em xem ở trên cái thân máy thì nó sẽ có ghi chính xác cái địa chỉ mà cái văn phòng là Positech Germany GmbH. Tới khi tiếng Đức rồi mà sắp đọc được. Ok, một hồi mình sẽ cho anh em xem về cái địa chỉ đó ha. Thì tiếp theo mình sẽ nói về những này. Mình rất là hứng thú với những cái thứ liên quan đến lịch sử hình thành cũng như là những triết lý của những cái công ty. Tại vì mình học được rất nhiều từ những cái điều đó. Còn sản phẩm á, nếu anh em thật sự mua cái sản phẩm này về mà anh em không nắm những cái bên trong á, giống như mình mua một cái gì đó vô hồn ha, mua một cô gái chỉ có thân xác không có tâm hồn. Ok, đó đã là mình muốn cho anh em, chúng ta khi mà chúng ta chọn sản phẩm sau này, chúng ta phải hiểu được từ cốt lõi, từ cái lịch sử hình thành cũng như là những cái giá trị mà người ta đang hướng tới cho mình là cái gì. Và sau tất cả, after all it's all about the idea. Và sau tất cả chỉ là ý tưởng. Cái sự khác biệt ở đây đó là cái idea, là những cái ý tưởng. Làm những gì mà chưa làm nè, to do what never been done. Đó, anh em thấy ghê không? Những cái họ nói rất là mạnh mẽ. Taking what's always been done and reimagine, tức là hoặc là làm những, lấy những cái thứ cũ và hãy tưởng tượng nó, hoặc là reimagine, tức là tưởng tượng lại, xây dựng lại để làm một thành một cái thứ tốt hơn. Thì học hồi á, mình sẽ cho anh em cái gì gọi là the idea create, hoàn toàn mới, tức là cái gì là ý tưởng hoàn toàn mới, còn cái gì là reimagine. Thì ở đây thì mình hay nói sơ sơ với anh em ha. Nói về create new thì đây là cái sản phẩm mà mình nói cho anh em chưa có một cái hãng nào làm, không giống ai hết. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới, hoặc là cái cưa này thì chúng ta có thể đánh giá đây, cái cưa này là một cái sản phẩm create. Nhưng cái máy khoan này nếu chúng ta nhìn vào thật sự nó nhìn cũng giống như máy khoan bình thường. Đây là một sản phẩm reimagine, tức là một sản phẩm mà họ tưởng tượng lại, họ làm lại để tối ưu hơn, để tốt hơn. Nè, better đó, anh em thấy cái chữ better không? Đó là tốt hơn. Rồi, as was we don't seek out innovation, we let's try us. Let's see where it takes. Ở was á, thì chúng tôi không seek out. Seek out tức là này nè.
tức là không đi kìm cái sự innovation, tức là không đi kìm kiếm cái sự khác biệt, cái sự đổi mới, mà chúng tôi để nó dẫn lối cho mình hiểu một cách, tức là cái sự tìm kiếm, tức là chúng ta thật ra cái này nó hơi mơ hồ, nó nghĩa ý họ muốn nhấn mạnh là cái gì, cái innovation là cái dẫn dắt toàn bộ những cái hoạt động sáng tạo sản phẩm, thiết kế sản phẩm, sản xuất sản phẩm và bán sản phẩm, nó không giống ai hết ha. Đó là cái tính innovation. Rồi mình nói hăng quá mình quên trả lời anh em ha. Hello anh em ha. Hôm nay thì mình chủ yếu mình sẽ nói về thương hiệu và những cái sản phẩm này, nên em hỏi cái gì mà không phải liên quan chủ đề này mà thì mình sẽ phép, giống như những lần mình nói cái gì không liên quan chủ đề mình sẽ không trả lời. Nào và anh em muốn trả lời thì anh em cho mình cái số điện thoại, nhân viên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em, chẳng hạn muốn mua cái gì thì á, thì đó tính sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái lịch sử nào. Mình thấy cái này hay lắm. Watch employee easier find themselves motivated to innovate, là những cái người công nhân hay là những cái người trong cái công ty á, thì họ tìm chính bản thân họ được động lực, được truyền cảm hứng từ cái sự sáng tạo. Tức là cái người nào mà thích cái chữ innovation, thích cái sự sáng tạo, sự đổi mới, sự cải tiến, sự cách tân á, thì họ sẽ đến và làm việc cho Watch. Hoặc là cái innovation là dẫn lối cho toàn bộ hành động họ, giống như mình trình bày ha. Đó là cái thông điệp của President and CEO là Tom Duncan, là cái ông chủ tịch và giám đốc điều hành của Watts hiện tại, đó là ông Tom Duncan. Thì cái ông này đó là ông là người Đức ha anh em ha, và đã đứng đằng sau cho đây, giống như là một cái sự nghiệp của ông đam mê cái việc này lắm. Tom đã mất hàng thập kỷ, cả 10 năm á, trong việc là ông bắt đầu ông đi làm cho những cái công ty khác ha, chỗ những cái công ty mình nghĩ chắc cũng là trong cái ngành dụng cụ cầm tay này, thì ông đã làm và lấy tích lũy năng nghiệm cũng như là kinh nghiệm từ vận hành, kinh nghiệm từ sản xuất, rồi kinh nghiệm về sản phẩm để ông kết hợp và ông tạo ra những cái sản phẩm của hãng Watts bây giờ. Đây cái ổng có một cái câu nói gọi là một cái câu thần chú, ghê không, doanh nghiệp nào cũng có thần chú, anh em đọc cái thần chú của ổng nè. Our company is winning not only because of our knowledge but because of our passions. It's easy to work hard when you love what you are doing, and I absolutely love what I am doing. Cái câu này có nghĩa là gì? Cái công ty của chúng ta nó không những chiến thắng winning, tức là đạt được cái kiến thức, không tức là cái sự thành công của công ty mình nó không phải đến từ chỉ là cái kiến thức thôi, mà nó đến từ chính cái gì? Cái niềm đam mê, cái passion. Và thật là dễ dàng để chúng ta làm việc một cách thật là hard, tức là thật là siêng năng khi chúng ta yêu quý, chúng ta thật sự đam mê những gì chúng ta làm. Và tôi yêu một cách absolutely, là một cách tuyệt đối những gì mà tôi đang làm. Thì anh em mình chia sẻ ở đây gì? Nếu anh em muốn thành công trong cuộc đời này thì một trong những cái keyword, một cái từ mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó là cái từ passion. Nếu anh em làm một cái gì đó mà không có passion thì rất khó thành công. Giống như bản thân mình có niềm đam mê của mình thì mình mới làm được những cái này. Thật ra mình nếu không có là làm vì tiền, mà đảm bảo với anh em, làm vì tiền thì sẽ kết thúc vì tiền thôi, rất là nhanh chóng thôi. Ví dụ làm vì tiền mà hơi khó khăn, thấy lỗ là bỏ. Còn lời thì sẽ muốn lời nhiều, mà muốn lời nhiều thì thường sẽ dẫn đến những cái vấn đề khác. Muốn lời thì phải cắt giảm, thường người ta sẽ nghĩ việc muốn lời nhiều thì người ta sẽ cắt giảm chi phí, cắt giảm chất lượng. Còn người đam mê thì luôn luôn thêm vô làm sao cho nó chất lượng hơn, tốt hơn, ok. Đó là sự khác biệt. Đương nhiên nó cũng sẽ có những cái sự cân bằng về mặt kinh tế, nhưng đó là cái kết quả chứ không phải là mục đích. Như mình hay chia sẻ với anh em bữa trước, đây là một cái bàn của hãng Watts này mình đánh giá rất cao so với cái bàn của hãng Brad Decker. Không phải mình làm Watts mình khen Watts, mà mình thấy cái sự cứng cáp của nó, cái sự tiện dụng của nó rất là dễ lắp ráp, mở ra lắp vô cũng như rất là cứng luôn. Và giá của nó thì mắc hơn cái hàng của hãng Brad Decker tầm khoảng 1.6 triệu, còn con này tầm khoảng tới 2.2 triệu 3 lận ha anh em ha. More than words, không có từ gì có thể diễn đạt được. Words không thể mà diễn đạt được những gì nó. Nói chung là họ dùng những cái từ khá là mỹ miều ha. Đó là cái passion đó anh em ơi, đó là cái niềm đam mê đó. Với niềm đam mê của sự cải tiến,
sức mạnh và những cái performance, tức là cái ngoại hình hoặc là cái sắc đẹp, mình có thể nói là cái vẻ đẹp hay là cái sự hấp dẫn ha. Chúng ta tạo ra những công cụ mà để cho khách hàng làm việc một cách nhanh và nhanh chóng và thật dễ dàng. Sau đó get on with their life và tận hưởng cái cuộc sống của họ. Thì mình đọc thêm cho anh em thêm những cái keyword đây nè: reimagine nè, reinvent nè, resolve và repeat. Đó là bốn từ re mà họ áp dụng. Đó, đây là những sản phẩm mà có thể nói là không có cái chỗ nào có cái sản phẩm tương tự giống y chang ha. Và họ đặt khách hàng họ lên là một cái ưu tiên. Thật sự ai làm thì cũng đặt khách hàng ưu tiên, Makita cũng đặt khách hàng ưu tiên. Một trong những cái năm cái code of conduct, tức là năm cái bí quyết thành công của Makita, là hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng đầu tiên hơn là vị hơn là gì hơn là sếp của mình hoặc là đồng nghiệp của mình. Đó. Và WorkX hiện tại thì họ có hơn 50 more than 50 highly trained customer service agent, là 50 cái trung tâm mà gọi là training, tức là chia sẻ hay đào tạo khách hàng đó trên khắp thế giới ha anh em. Dễ không? Thì anh em có thời gian thì anh em sẽ đọc thêm những thông tin về về họ. Và họ đặc biệt có một cái điều mà mình đánh giá rất là cao về cái hãng này, mà thật sự thì thường mấy ông Đức nào ông nào cũng vậy thôi, mấy ông người Đức thì ông nào cũng vậy, mấy ông châu Âu nói chung, là cái gì? Họ rất quan trọng đến vấn đề môi trường, đó là eco-friendly, hoặc là một cái chứng chỉ là ROS đó. Thì cái chứng chỉ này tức nghĩa là khi mà anh em làm một cái nhà máy đi, thì cái nhà máy đó nó phải thân thiện với môi trường, nó không có xả khí, xả chất độc, xả nước thải ra bên ngoài mà không được xử lý, nó phải đạt được những tiêu chuẩn, nó phải có một môi trường làm việc thật là tốt cho nhân viên. Và cái sản phẩm của nó, những cái nguyên vật liệu mà sử dụng phải chặn nhựa, đây phải không phải là không được dùng nhựa tái chế, nhôm cũng vậy, sắt cũng vậy, không có nồng độ kim loại cao hay là những cái chất độc có trong những cái sản phẩm này, nó phải đạt được cái chuẩn đó, chúng ta trả tiền cho những cái đó. Còn nếu anh em mua một cái máy bắt vít, một cái máy khoan, máy bê tông hàng Trung Quốc 990 ngàn, mà nói thật với anh em, nhựa đó là nhựa tái chế, có khi cái nhựa đó lấy từ ba cái rác thải y tế nó làm lại, mình cũng không biết. Tại vì anh em tưởng tượng đi, một cái nhựa mới thì làm sao có cái giá đó được. Vật liệu mới không thể nào có cái giá đó được. Dây đồng, dây nhôm này nọ, kim loại này nọ, rồi nhựa nè, mình đâu có biết là cái sản phẩm đó nó có an toàn với mình. Rủi trong cái sản phẩm đó nó có virus mình cũng chẳng biết nữa. Nên là mình chia sẻ ở đây để cho chúng ta có một cái nhìn, một cái hiểu về khi chúng ta chọn một cái sản phẩm là chúng ta soạn về cái gì. Nếu không thì chúng ta thấy cái nào cũng như cái nào á anh em ha. Còn nếu chúng ta kỹ thì chúng ta sẽ thấy như vậy ha. Hệ sinh thái của cái hiệu này thì khá là đa dạng ha anh em ha. Nói về máy pin thì họ có hầu như tất cả những cái cơ bản nhất mà chúng ta cần. Hiệu một hồi mình sẽ chia sẻ cho anh em. Nếu có sự so sánh anh đánh giá hiệu này với hiệu nào, mình đã nói ngay từ đầu rồi. Cái hiệu này, nếu mà chúng ta so sánh thì so sánh về cái yếu tố gì? Chúng ta so sánh về chất lượng, chúng ta so sánh về bảo hành, hay chúng ta so sánh về gì? Mình đã nói rất là rõ. Nếu chúng ta nhắc đến The Watch từ Việt Nam, đó là chúng ta nhắc đến là quality, chất lượng, và chúng ta nhắc đến là quality là bảo hành. Chúng ta nhắc đến Makita là chúng ta nhắc đến Japan, thương hiệu Nhật Bản. Chúng ta nhắc đến history, lịch sử lâu đời. Chúng ta nhắc đến cái gì? Cái chất lượng. Bó chúng ta cũng nhắc đến chất lượng. Chúng ta nhắc thương hiệu của Đức. Chúng ta nhắc đến sự lâu đời, của sự bền bỉ. Còn chúng ta nhắc đến Makita thì nói đi, cái sự tinh tí, cái sự dễ dùng, cái sự đa dạng, tại vì nó rất là đa dạng. The Watch là power, là sức mạnh. Milwaukee là power, là performance. Là cái. Còn cái này là cái gì? Cái innovation. Nhắc lại lần nữa anh em ha. Khi chúng ta so sánh cái gì, chúng ta phải chọn một cái điểm chúng ta so sánh. Không có điểm thì làm sao so sánh được? Biết so sánh với cái gì? Đây là innovation. Những sản phẩm độc đáo mà nếu thật sự anh em thích nó, thấy nó hay thì anh em mua anh em xài. Nhưng mình nói ở đây cái innovation này không phải là chúng ta bỏ qua cái power và cái performance của nó. Nó cũng rất là khỏe. Nó cũng rất là đẹp. Rõ ràng hàng này rất đẹp. Một hồi mình cho anh em coi gần, anh em mới thấy cái sự đẹp của nó. Rồi, nói rất là nhiều vì nãy giờ rồi, mình nghĩ anh em đã có thêm thông tin. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái review cho anh em, giới thiệu cho anh em và test cho anh em những cái sản phẩm mà mình đang có ở đây để cho anh em xem ha.
Anh Sơn Nguyễn, à, mình sẽ trả lời cái công ty của anh ha. Nếu đã thương hiệu Trung Quốc thì không có yếu tố nước ngoài. Cái này thì anh lấy thông tin này ở đâu? À, thì anh có thể dẫn chứng cho mình xem, à, để mình cung cấp ngược lại cho anh em ha. Tại vì thật sự đó, với mình ở đây mình làm ở Việt Nam cũng vậy. Cái công ty mình, cái công ty mình hợp tác với một số doanh nghiệp ở Việt Nam, nhưng cái đó là ở Nhật. Nhưng mà cái công ty đó vẫn là công ty ở Việt Nam. À, yếu tố nước thương hiệu top của Trung Quốc thì không có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài ở đây mình đánh giá đó là cái gì? À, anh em phải hiểu. Cái thương hiệu Watch này họ thành lập cách đây là năm 1996, là một cái ông founder là người Trung Quốc. Đầu tiên là ông làm ở Trung Quốc. À, sau đó là ông hợp tác với ông người Đức. Hai ông này hợp tác với nhau làm, đặt nhà máy ở Trung Quốc và làm sản phẩm tại Trung Quốc, nhưng bán sản phẩm là toàn cầu. À, chúng ta phải hiểu điều đó ha. Mình đi Canton rồi và mình cũng rất hiểu điều đó luôn. À, cái hàng mà bán trong Canton Fair á, Tràng Lan Đại Hải, hàng nào cũng có, hiệu nào cũng có. Và cái hiệu này cũng có trong Canton Fair. À, hiệu này hiện tại cũng có trong Canton Fair ha. Hàng Inco, hàng Total. À, nó có yếu tố nước ngoài hay không? Không có. Nó hàng Trung Quốc 100%. À, còn một số hàng có những yếu tố nước ngoài, chẳng hạn như là design, thiết kế nè, technology nè, công nghệ nè. Đó. Còn cái hậu quảng cáo mình nói nãy giờ rồi. À, đó là cái quảng cáo, những cái từ hoa mỹ họ dùng ở đây là cái gì? Thể hiện cái niềm đam mê và những cái triết lý mà họ theo đuổi. À, đơn giản vậy thôi, chúng ta không phủ nhận được cái chuyện đó được. Còn nó như thế nào chúng ta phải mua về chúng ta xài. À, quảng cáo lung tung trả tiền, không ai trả tiền cho mình hết. Tất cả những cái video mình giới thiệu về hãng, không có cái hãng nào trả tiền cho mình một đồng. Mình nhắc lại ha, không ai trả tiền cho mình một đồng để mình khen cái hãng nào hết. Mình có khen và mình sẽ có chê, luôn luôn là vậy, mình rất khách quan. Nên anh xem thì anh xem cho hết. À, chứ anh xem như vậy nó hơi bố cục ha. Thì đúng rồi, mình đâu có nói đó là mình đâu có nói cái sản phẩm này anh lại, thấy không? Bởi vậy mình nói với anh em mỗi lần mình tràn tiền là gì, anh em phải hiểu cái gì mình nói. Mình đâu có nói nó là best quality đâu, mình đâu nói là best durable đâu, mình đã không nói là đây là sản phẩm chất lượng nhất nha anh em, đây là sản phẩm bền nhất nha anh em. No, cái từ mà nãy giờ mình nói từ đầu đến giờ là gì? Innovation là gì? Thiết kế khác biệt, quickly and easier, sử dụng nhanh và dễ dàng. Đó là những cái gì mà họ hướng đến. À, nói khi chúng ta so sánh, chúng ta phải chọn cái mà họ hướng đến là cái gì. À, chúng ta so sánh với Makita, rõ ràng mình đã nói rồi. Makita, một thương hiệu lâu đời, chất lượng, hệ sinh thái đa dạng, sản phẩm thân thiện người dùng, tại vì nó thiết kế cho người châu Á. À, giá tiền thì nó không rẻ rồi. À, bảo hành 6 tháng, ok. À, đó, khi mà mình xem, mình vui lòng, mình hiểu cho nó rõ anh em ha. À, để không có khi mà mình so sánh thì giống như mình đâu so sánh, nhưng rõ ràng sai tự nhiên bây giờ kêu mình đi so sánh như này với Makita, rõ ràng là không đúng. Nó nãy à, anh em là hỏi so sánh này với hãng nào, mình không có nói mình so sánh với hãng nào hết. Đem hai sao hãng ra so sánh rất khó, phải chọn cho mình tiêu chí. Ok, anh Vinh ơi, so sánh cái hãng này với cái hãng đều quá thì cái hãng này bảo hành lâu hơn. Ok, mình nói được liền. À, hãng này với cái hãng kia thì cái máy khoan, dẫn hãng máy khoan này con nào mạnh hơn. Ok, mình có thể nói, nhưng hỏi cái nào bền hơn á thì mình chưa chắc nha. Tại vì muốn bền hay không bền thì nó phải do người dùng. Và mình phải lấy cái gì mình test đây? Lấy cái gì để test được cái độ bền của một cái sản phẩm? Tại vì nó phải qua thời gian chúng ta sử dụng anh em ha. À, họ hỏi ok con nào đẹp hơn mình có thể nói cho anh em biết. Rồi con nào nội thất bên trong dùng đồ ngon hơn đó, mình mở ra cho anh em coi, mình sẽ so sánh cho anh em biết là con nào dùng nội thất ngon hơn. Đó, con này thiết kế thông minh hơn. Mình phải so sánh trên từng tiêu chí, so sánh tổng quan là mình chỉ nói cho anh em nói về như nãy giờ mình nói thôi, về giới thiệu thương hiệu. Rồi, mình sẽ không mất thời gian cái việc này với anh em nữa, mình sẽ đóng cái phần lý thuyết ở đây và mình sẽ đến cho anh em cái phần thực hành tất anh cái máy các em. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem những cái sản phẩm của WattX này nó như thế nào để cho anh em coi một cách cận cảnh, thì mình sẽ chuyển cam và mình sẽ chuyển qua cái cam này. Bên khu vực này thì mình sẽ cho anh em xem cũng như là mình sẽ test những cái sản phẩm này. Thì đây là mình có phóng to nó ra chút. Những sản phẩm ngày hôm nay thì mình có đầy đủ những sản phẩm của hãng WattX ở đây luôn nha anh em ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em từng cái sản phẩm.
Cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái máy hai chế độ này, những cái sản phẩm mang tính innovation rất là lớn, rất là rõ ràng. Sau đó mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm phổ thông, những sản phẩm mang tính imagine đó, là re-imagine, tức là họ làm lại á. Thì đây là cái đầu tiên. Cao lên cho anh coi cái. Rồi ok. Thì đây là cái sản phẩm 2 trong 1 ha. À, nó có thể là vừa bắt dít vừa khoan cùng một không phải cùng một lúc, xin lỗi anh em. Tức là vừa dít vừa khoan mà chúng ta có thể thay đổi đổi đầu rất là nhanh. Thì cái sản phẩm này được thiết kế ra dành cho những cái người sử dụng gia đình mà chúng ta muốn hướng đến cái sự tiện dụng 2 trong 1. Chẳng hạn như là mình sẽ gắn cái khúc gỗ này vô. Và mình vừa khoan, thay vì mình khoan xong mình sẽ thay một cái đầu xong mình sẽ gắn cái đồng bút chích vô. Thì như vậy nó sẽ mất thời gian của mình. À, và cái từ để miêu tả cái máy này là gì? Quick and easy, nhanh và dễ. À, mình không có dùng cái từ nào gọi là durable hay là strong ở đây hết nha anh em. À, mình nói rất là rõ ràng, anh em nghe cho kỹ. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái sự quick và easy của nó như thế nào. Đây là nó sử dụng đầu 6.3mm, đầu lục giác ha anh em ha. Và anh em lưu ý, hàng của hãng này là sử dụng cái chui là chui ngắn. Nên là khi anh em sử dụng những cái mũi vít dài của Nhật Bản như thế này, anh em gắn là không có vừa, là anh em phải thay cái đầu khác ha. Thì ở đây á, ở đây là mình phải lấy một cái mũi vít khác rồi. Các bạn lấy cho mình toàn mấy mũi vít Nhật không? Rồi. Bình thường khi mà mình muốn khoan bắt vít thì một cái bắt vít bình thường là anh em, ví dụ mỗi lần chúng ta muốn thay một cái gì đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta mở ra chúng ta thay. Thì bây giờ cái hãng này nó thiết kế cho chúng ta một cái tính năng là khi mà chúng ta muốn thay thì chúng ta cần xoay thôi. Chúng ta cứ cần xoay xuống một cái là xong. À đây. Đây, mình xoay xuống như vậy là xong. Thì bây giờ mình chuyển qua cái hướng này là mình bắt vít. Ha, rất là đơn giản luôn, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử về cái độ mạnh của nó cho anh em xem. Ở đây mình sẽ bóp cái cò này, mình xoay lên. Cái đầu phía trên này nó là bằng nhôm. Động cơ này là động cơ có chổi than. Đây cho anh em xem về thiết kế thì rất là đẹp. Hai cấp tốc độ khác nhau và cộng này là cục pin 20V xe 2A. Và ở đây nó có thể chỉnh cho mình cái lực ha. Bây giờ mình sẽ khoan cho anh em xem ha. Ok. Rất là nhẹ nhàng, sao nó lấy cục pin hết rồi trời. Qua sạc pin đầy luôn, xong lấy cục pin đầy. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Đây là cái mũi khoan 10 ly. Ở đây mình chỉnh lại nè, ví dụ mình chỉnh nó nhỏ hơn nó sao nè. Đó sẽ dừng ngay ha. Chỉ mạnh lên. Anh em đợi mình chút nha, mình sẽ đổi cái cục pin khác. Các bạn, hàng của hãng là hàng mới nên là pin của nó sẽ lúc nào cũng là cục pin gần hết. Hôm qua mình, trước khi mình làm cái này thì mình đã cho các bạn đi sạc pin rồi mà nó lấy đúng cái cục pin không có sạc. Rồi ok ha anh em ha. Con này tốc độ của nó không có cao nha anh em, nó chỉ khoảng 1.500 đã tốc độ ở tốc độ nhanh và 400 ở tốc độ chậm thôi. Đây mình sẽ cho anh em xem lại ha. Nó cũng hết pin chưa nhỉ? Đó, rút ra thì dễ, khoan vô thì nó hơi mệt à, do nó hết pin. Ra hỏi anh Chiến anh coi cái mấy cục pin qua sạc để đâu. Anh em đợi mình 30 giây nhé. Rồi, đó là cái sản phẩm đầu tiên. Thì cái sản phẩm này thì được đang bán ở store mập tầm khoảng hơn 3 triệu. Một bộ nó là phải có một máy, một pin và một sạc. Hàng của hãng Watch thì nó không có làm hai pin. À, mình không biết tại sao đa phần nó chỉ làm một pin thôi, tại vì nó hướng đến gia đình. À, người gia đình thì người ta dùng không có nhiều nên nó làm với một pin. Hàng này không dành cho anh em đi công trình nha, mình nói trước nha. Anh em mua cái này đi công trình đó là ví dụ cái máy vừa rồi không dành cho anh em làm nhiều, chứ là dạng gia đình hoặc là chúng ta làm cần cái sự tiện dụng thì chúng ta mua cái máy đó. Còn nếu mà xác định là đi mua để khoan tường hay là đi mua làm ngày làm đêm thì cái máy đó không phù hợp cho chúng ta. Tiếp theo một sản phẩm là một cái máy khoan nhỏ xíu luôn, nhưng mà con này mình rất là thích. Con này rất là khỏe. Nó sử dụng đầu kẹp auto lock ha. Đầu này là đầu để nó ghi máy ly rồi. Pin nó là 1.5A, pin nó dính luôn cái máy luôn nha anh em. Dính luôn cái máy. Ở đây nó có ghi luôn nè.
tốc độ của nó là 900 vòng trên một phút, đầu kẹp là 10 ly, hãng sản xuất là Trung Quốc ha. Và cái đây là cái thông tin là Bositec, nó sẽ ghi những cái thông tin đầy đủ về cái địa chỉ của nó bên Đức. Phải cái mũi đó không? Phải cái đó không? Con nào chẳng bấm được, vấn đề là nó pin nó bao nhiêu. Con này tốc độ là 900 vòng trên phút nên là cái tốc độ như vậy là khoan rất là phù hợp luôn. Và cái lực của nó rất là mạnh nha anh em. Đây mình sẽ khoan cho anh em xem. Cái máy này nó rất là phù hợp cho những anh em mà ví dụ như mà chúng ta làm gia đình, hoặc là các chị em, hoặc là các bạn nhỏ đó. Cái máy này mình nghĩ nếu mà ở trung tâm hoặc trường học nào người ta thiết kế những cái workshop cho học sinh thì đây là một cái máy rất là phù hợp để anh em làm. Với cái máy này anh em có thể vừa khoan vừa bắt dít, rất là dễ dàng luôn. Tại vì nó khỏe lắm, nó rất là khỏe luôn nha anh em. Đây mình sẽ bắt dít cho anh em xem, không cần khăn mồi. Đó, nhỏ gọn và cực kỳ cân bằng. Đây là con vít dài nhé. Không có một cái điểm dừng nào luôn, anh em thấy ghê không? Đó, mình rất thích cái máy này anh em ơi, thật sự là mình rất thích cái máy này. Cái máy này thì nó sẽ có hai kiểu ha. Một cái kiểu là nó chỉ có cái thân máy không như thế này, và thứ hai nó sẽ có nguyên một bộ. Em cắm sạc thì anh đi. Đây nó sẽ có nguyên một bộ như thế này nha anh em ha. Một bộ của nó là nó đựng trong cái hộp như thế này, rất là đã luôn à. Cái hộp này nó trong cái bộ này đó, anh em thấy nó hướng đến, rõ ràng là nó hướng đến là những người dùng ít. Đây, cái hộp nó sẽ có cho chúng ta là một cái thân máy nè ha. Một cái thân máy rất là đẹp luôn. Rồi cái đầu này là cái đầu để chúng ta chuyển góc hướng nè ha, những mấy cái góc hẹp. Rồi 1, 2, 3 mũi khoan, một cái đầu chuyển bắt vít, một cái đầu chuyển bắt ốc. Mở được mấy con ốc 6 ly luôn nha anh em, 6 ly, 8 ly là mở được luôn. Và cái cục sạc ha, sạc adapter. Cục sạc này sạc mấy output bao nhiêu? Output của sạc này là 12V 1A. Cục pin của chúng ta là 12V 1.5A. Thì suy ra nó sạc cái cục pin này là 1 tiếng rưỡi. Đó anh em ha, 1 tiếng rưỡi. Đây, đó, rất là đã. Cái bộ này mình thấy rất là sướng luôn. Giá của nó là bao nhiêu thì mình quên mất tiêu rồi. Coi cái giá này coi. Sao mấy cái giá này nó có dán à? Hàng này nó hơi mới ha, giá nó hơn, các bạn chưa có kịp dán lên, nhưng mà mình nhớ cái máy này nó cũng không có mắc lắm. Tầm đâu đó 1 triệu cả đó thôi. Rất là ok luôn. Con này rất sướng luôn. Mình nói anh em mua con mo này về khoan mồi là đã luôn. Đây mình khoan mồi cho anh em xem ha. Đây là mũi khoan 3 ly. Mình đi công trình á, mình khoan mồi thì không cần cái máy khoan lớn anh em ơi. Khoan mồi khoan máy khoan lớn nó nặng tay, nó mệt thêm gì hết á. Đây mình sẽ khoan cho anh em xem nè. Đây giờ mình muốn khoan mồi ha. Khoan mồi. Đó, rất là đã luôn ha. Khoan mồi. Rồi, bắt dít. Khoan mồi và bắt dít, cái máy này là tuyệt vời luôn. Quá nhỏ gọn, rất phù hợp, dễ điều chỉnh nữa. Không có bị quá lực. Đó, con này không có chỉnh cấp siết nha. Nó chỉ có vậy thôi đó. Mình chỉnh sao mình phù hợp với cái của mình thôi. Mình cứ bắt vô từ từ thôi. Đó. Đó, anh em đã không? Do mình dùng tay trái á nên là nó bị yếu lực á. Bây giờ mình xoay qua cái tay phải nè. Đây mình bắt cho anh em xem nhé. Không, dùng tay phải khác liền. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một sản phẩm khác để không là mất thời gian mọi người. Xin lỗi là mình không có đọc bình luận nha, tại vì mình đã cất cái laptop mình đi rồi. Mình sẽ tiếp tục live và giới thiệu cho anh em thôi. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó là một cái máy khoan 18V. Con này có hai cấp tốc độ, một là 550 vòng trên phút, hai là 1800, tốc độ không tải, đầu kẹp autolock 13 và đầu kim loại nha. Và mình có hôm qua mình có làm một cái video nói cho anh em về cái đầu kim loại này. Tất cả những cái đầu kim loại của tất cả những cái hãng đều sẽ bị xét. Mặc dù chúng ta không xài, chúng ta để đó nó sẽ bị xét, đem ra ngoài là sẽ bị xét, trừ khi chúng ta cất trong hộp nó mới không bị xét thôi. Đó, nên mình nói trước cho anh em. Con này trang bị là 22 cộng 1 cấp độ trượt và nó có chế độ khoan búa. Nên đây là một cái máy khoan hướng đến là cái việc chúng ta sử dụng gia đình. Chúng ta có thể vừa khoan tường, bắt dít, khoan mồi. Lực kéo của nó là 60 N/m. Sử dụng động cơ có chổi than nhé. Hãng này thì hiện tại đa phần động cơ có chổi than, chỉ có một số dòng không than thì mình sẽ giới thiệu cho anh em trong video này luôn. Con này sử dụng pin 20V bao xe. Thì cái máy này rất là khỏe. Cái máy này rất là khỏe. Cái máy này mà anh em làm những cái công việc bình thường ở nhà mình thì nó quá đơn giản rồi. Đây.
nhẹ nhàng. 60 Newton nhân mét là nó bự nặng, nó siết gần bằng 796 á anh em ha. Cái lực siết của nó bằng 796 luôn á. Tốc độ của nó là 1800. Và với cái tốc độ này á là anh em làm việc rất là nhẹ nhàng. À, rất là sướng luôn. Rồi, còn em bắt vít á thì nó đơn giản luôn rồi. À, mình lấy cái mũi khoan lớn mình khoan cho anh em ha, để mình test cái lực của nó luôn, chứ bắt vít thì nó khóa quá đơn giản, mình không có gì để nói hết. Đây là mũi khoan hãng Heller. Bây giờ mình sẽ khoan cho em xem. Chỉnh cái cam cao lên. Rồi ok ha. Dạ, cái bàn nó chạy. Giờ mình sẽ khoan nha anh em. Đó, cái mũi này là chuyên dùng để làm bản lề ha. Đây mình sẽ khoan cho anh em mũi khoan của hãng Starem, cũng là mũi khoét lỗ 35 ly. Đây nha. Anh em thấy cái mũi khoan của hãng Starem nhìn nó ngon hẳn không? Khoan ra nó nhẹ nhàng hơn, đường khoan nó đẹp hơn. Đó là một mũi khoan của Đức, mũi khoan của Nhật Bản. Thì Starem mà đỉnh về mũi khoan rồi. Cái máy này chỉ có một máy, một pin, một sạc thôi. Giờ mình sẽ test ở chế độ khoan búa. Con này có chế độ khoan búa luôn nha anh em ha. Ở đây thì mình không có bê tông để mình khoan cho anh em thử, mình chỉ test cái tiếng để mình nghe coi cái lực bắn của nó là khoảng bao nhiêu thôi. Với cái máy này thì những cái thao tác bình thường trong gia đình chúng ta như là khoan tường từ 10 ly trở xuống là anh em khoan vô tư. Còn cái máy này dùng để khoan kim loại thì nó đơn giản rồi, không có gì để chúng ta nói thêm. Thì cái sản phẩm này giá nó tầm đâu khoảng 3 triệu mấy đó. Thật sự cái máy này hơi mắc, cái máy này hơi mắc đối với mình. Tại vì những cái sản phẩm kia nó quá, những cái hãng kia nó quá dữ rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm cái dòng sản phẩm 2-in-1. Đó là cái máy vừa cưa kiếm mà là vừa cưa lọng luôn. Con này thì xin lỗi anh em là mình không có cái gì để mình test hết, tại vì lưỡi cưa ở đây mình không còn cái nào luôn. Thì đây cái máy này cũng sử dụng pin ha, sử dụng pin ha. Và chúng ta muốn bóp thì chúng ta sẽ bóp này, chúng ta bóp nè. Ở này nó có đèn. Cái này hay ở chỗ là cái này nó sử dụng được cả lưỡi cưa lọng và cả lưỡi cưa kiếm luôn. Mình sẽ lấy cái lưỡi cưa lọng, mình có cái lưỡi cưa lọng ở đây, mình sẽ cắt cho anh em. Em đợi mình chút xíu nha. Con này sử dụng là cơ chế cài lưỡi nhanh. Rất là đã. Cái này rất là phù hợp cho chúng ta sử dụng gia đình. Vì nó sử dụng được cả cái hai cái loại lưỡi ha. Đó là mình lấy cái lưỡi cưa lọng này, cái lưỡi cưa lọng rất là dài của hãng Maxro. Đúng rồi, của hãng Maxro. Đây anh em đút vô thôi. Nó đúng khớp ha, rồi nó sẽ cài lại, nó kẹp lại. Thì bây giờ nó sẽ biến thành một cái cưa kiếm rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng gỗ mình cắt cho anh em coi. Mình bắt vô này đi để hồi mình xài được hai chức năng. Cái ô tô mình đang dùng là Eto Erwin T6 ha, hàng của Mỹ anh em ha, hàng chính hãng nha. Cái ô tô mình là hàng chính hãng á. Eto này anh em mua ở trên thị trường mà nếu mà anh em mua sách tay về là không biết giá nó gấp, chắc gấp đôi cái này á, tại vì tiền ship nó rất là nặng. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho anh em xem nha. Thứ nhất là nó cắt ở chế độ của máy, một máy cưa lọng bình thường thì chúng ta gạp xuống như thế này và chúng ta cắt thôi ha. Đây bóp chết cha, gắn lưỡi ngược, tại vì nãy gắn cái lưỡi để gắn để xài máy cưa kiếm rồi. Ok, nó có đèn hiển thị hết nè, rất là dễ xài luôn. Bây giờ chúng ta biến nó thành dòng máy cưa kiếm, nó có chế độ đá lưỡi luôn nè anh em, gạt cái này là có chế độ đá lưỡi luôn nha, không có đa tốc ha. Bây giờ mình muốn biến thành máy cưa kiếm thì mình gạt lên như vậy. Anh em có thể cắt theo hướng này nhưng mà mình thấy hướng này hơi khó cắt, nên là mình sẽ xoay cái lưỡi lại. Mình sẽ xoay cái lưỡi lại. Cái lưỡi nó kẹp rất cứng nha anh em, yên tâm mà xài. Đây, thì bây giờ nó thành cái cưa kiếm ha.
đã không? Rất sướng ha. Nên mình nói anh em mua hàng Quật X không phải là chúng ta mua cái power, không phải mua cái sức mạnh, không phải mua cái bền bỉ, mà chúng ta đang mua cái sự tiện lợi. Đó là cái mà điều mình muốn mình hướng đến cho anh em. Còn khi anh em đem ra hai một cái hãng so sánh thì cái máy này sao mà bằng cái con cưa lộng của Boss, hay là bằng cái con cưa kiếm của Boss, hay còn bằng kiếm người ta, so sánh thì là sai. Anh em phải mua hai máy mới được một chức năng như thế này, trong khi mình mua một máy mà được hai chức năng thì rõ ràng cái điều mà chúng ta mua là chúng ta mua cái sự tiện lợi, chứ không phải là chúng ta mua cái sức mạnh. Rồi tiếp theo mình sẽ sẵn mình có cái gỗ đây thì mình giới thiệu cho anh em luôn cái dòng máy cưa lộng của hãng. Cái cưa lộng này là dạng rất là đẹp. Cái cưa lộng này thiết kế thì nó hơi giống cái con cưa lộng của hãng Ryobi, nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp và khác biệt ha anh em ha. Tôi tắt rồi. Rồi anh em coi nè ha, cái con cưa lộng này á thì nó sẽ có cho mình là ba chế độ đá lưỡi ha, rất là nhỏ gọn và dễ dùng. Cái mâm của nó sẽ có hơi hướng là cong lên nha anh em để ý nha, để mai mốt mua về đổ thừa cái mâm bị cong. Nó được thiết kế như vậy, cơ chế gà lưỡi nhanh, coi có tốc độ không. Con này không có tốc độ, công suất là 550W ha. Nó là máy chuyên dụng cho chúng ta sử dụng máy cưa lộng bình thường thôi, có điều là nó nhỏ gọn. Giá của nó thì ngang ngang cái con cỡ Stanley anh em ha, nó tầm khoảng 1.4-1.5 triệu gì đó. Đâu có giá đây nè, báo giá luôn, 1.050.000 thôi, xin lỗi anh em, vậy là rẻ hơn nhiều, có 1.050.000 thôi, quá phù hợp luôn ha. Nếu mà anh em không có tiền mà chúng ta mua cỡ điều quá Stanley, tại vì nó tầm khoảng 1.4 triệu, mà với tầm giá dưới cái tầm giá này thì mình thấy con này là tốt nhất rồi đó anh em ha, tại vì nó đẹp. Máy kia thì cũng vậy thôi, cũng không có tính năng gì hết. Nếu mà ở tầm giá này không có tính năng gì hết, không có đá lưỡi luôn á. Con này có đá lưỡi luôn. Đây. Chạy rất êm. Cắt nè. Ở chết cha. Gà lưỡi chưa cứng. Anh em nhét cho nó sâu nha. Rồi. Máy rất là khỏe anh em á. Bây giờ mình sẽ cho anh em cái này gỗ nhỏ quá, test cái miếng này cho nó đã. Mình sẽ test cho anh em cái miếng lớn này. Cái miếng này là cái miếng ngang chiều dày nó là tầm khoảng 6 phân. Mình sẽ cắt cho anh em xem. Gỗ thông á, mình chỉ có test được gỗ thông thôi, không có cái gỗ nào khác hết nha mấy ông. Nhiều ông hay kêu mình đi cái gỗ lim, gỗ trắc đi test tào lao quá, không cần thiết. Tại vì không ai đi lấy cái máy này đi làm mấy cái chuyện đó hết anh em ha. Và nước ngoài người ta sản xuất cái máy không phải là để làm những chuyện đó, chỉ có Việt Nam mình làm thôi. Việt Nam mình dư rừng vàng biển bạc mà, nó là gỗ nhiều lắm. Lấy ra làm rồi mai mốt rồi con cháu mình nó chịu thôi chứ ai chịu. Rồi bây giờ mình cắt cho anh em xem nha. Cái này là cái miếng gỗ lớn này dày nè. Rồi mình cắt ha. Lành chưa anh em? 1.050.000 như vậy là quá ok cho một cái máy bảo hành 1 năm. Bảo hành 6 tháng, xin lỗi anh em, cứ nhớ lộn của Ryobi. Con này bảo hành chúng ta 6 tháng nha. Rất là đẹp luôn, thẩm mỹ. Đây em xem nè. Cầm cái máy này mình bỏ trên cái kệ của mình thôi, mình cũng thấy nó đẹp nữa anh em ha. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo là mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em máy gì đây? Máy mài gốc sử dụng pin. Con này là một máy một pin một sạc và giá đang bán là 2.866.000. Con này sử dụng động cơ không than nha anh em ha. Thôi mình sẽ chuyển qua cái cam này, mình nói chuyện một chút xíu rồi mình sẽ tiếp tục, gần hết giờ. Ok. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng là hai dòng rất là hay. Đó là cái máy này. Cái máy này là cái máy mài gốc dùng pin 18V sử dụng động cơ thông than. Những cái máy của hãng Quật X như mình nói là nó hướng đến gia đình, hướng đến những người sử dụng gia đình. Con này rất là nhỏ gọn luôn, sử dụng chung pin và tay cầm của nó cũng rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cam và mình sẽ cho anh em xem. Một máy là chỉ có một bộ là một máy một pin một sạc, chỉ vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nhé. Thì để test thì mình xin đổi cái đĩa khác, cái đĩa này, cái đĩa theo
theo máy rồi nên là mình không test cái đĩa này. Con này thì để anh em thay thì cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta bóp cái đầu đây, anh em rút pin ra cho nó an toàn, rồi sau đó chúng ta sẽ vặn, rất là đơn giản, nhanh, quick and easy ha anh em ha, nhanh và dễ dàng. Sau đó chúng ta siết lại. Con này sử dụng đĩa cốt 100 ha, đĩa cốt 100 mi nha anh em. Rồi mình siết lại ha, mình đang sử dụng cái đĩa mài của hãng Stanley. Bây giờ mình sẽ mài cho anh em xem, coi là nó cái khả năng mài của nó như thế nào, có đủ khỏe để chúng ta làm việc hay không. Thì đây mình có một số mối hàng của mấy anh em mấy nay hay hàng, thì mình sẽ lấy cái này mình kẹp vô, tại vì không kẹp thì không hàng được nha, không kẹp là không làm được nha anh em ha. Để khơi khơi là rất là nguy hiểm nha, cái gì cũng vậy phải kẹp lại, làm mộc, làm gỗ, làm sắt, làm gì cũng vậy phải kẹp, hơi lâu nhưng mà an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là mình, tại vì mình có gì là không có ai review cho anh em coi. Đây, kẹp cho nó cứng nha. Tất cả những cái mình đang làm ở đây là thực tế, mình không có dàn dựng cái gì hết. Đây là live stream, có sao nói vậy, có sao làm y như vậy. Nó hơi lâu, được bù lại anh em được coi cái sự trung thực. Cái đó một cái giá trị mà mình hướng tới. Bây giờ mình sẽ mài cho anh em nhé. Em thấy cái độ hoạt động của nó rất là đầm, không có bị rung. Thứ hai là khả năng mài của nó rất là tốt. Con này thì nó sử dụng pin 18V 2A, và cái cục pin như vậy thì mình nghĩ anh em mài chắc được tầm khoảng đâu 15 đến 20 phút thôi. Máy mài gốc, dù anh em xài có hãng có xịn cỡ như Makita hoặc là của DeWalt thì thời gian xài của nó thường không có nào quá được 1 tiếng. Cái đó là cái đặc điểm của máy mài máy cắt, thì nó sẽ rất là hao pin. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy nữa mà mình nghĩ là anh em sẽ rất là thích, đó là một cái máy dành cho những anh em đi làm công trình mà chúng ta hay cắt, đó là một cái máy cắt sử dụng pin 18V. Đây anh em xem, con này tuyệt vời luôn, con này rất là phù hợp cho chúng ta sử dụng gia đình, và thứ hai là anh em đi làm sàn, ván sàn hoặc là cắt thạch cao đã lắm. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em xem và test cho anh em xem luôn. Cũng giống như một cái máy mài vậy đó em ha, nhưng mà nó có cái đế để chúng ta có dễ dàng chúng ta tựa lên và chúng ta cắt cho nó chính xác. Đó là những cái ưu điểm của cái máy này. Con này cũng sử dụng động cơ không than nha anh em. Đây chúng ta sẽ xem ha. Máy được thiết kế giống như một cái máy mài, nhưng mà phía phần trên này là anh em xem, mấy ông Trung Quốc cũng có làm cái này nữa nè, nhưng mà nó không có được đẹp và chắc chắn như cái này. Cái này là một cái miếng nhôm, mỗi lần mình muốn nâng lên mình chỉ cần đẩy nhẹ vô thôi, nâng lên thì nó sẽ đưa cái độ sâu của cái đĩa của mình ha anh em ha. Và sau đó mình siết lại, đâu có cái chỗ siết rồi ta, không phải đây, cái này là cái chúng ta chỉnh cái độ sâu ha. Rồi chúng ta nhét vô nè, siết sao ta. Hàng này là mình đầu tiên mình xài luôn. Sorry anh em, nó không có phải là, tức là mỗi lần chúng ta muốn cắt là chúng ta đè xuống chúng ta cắt, anh em để ý nè, chúng ta sẽ đè xuống chúng ta cắt chứ không, nó không có cố định lại ha, chúng ta đè chúng ta cắt thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Ở đây nó có một cái, nó chưa có lưỡi ở trong này, nó có một cái cây lục giác để chúng ta mở. Nó có một cái đĩa này là đĩa 80. Những cái máy hàng của Boss và Makita cũng có cái máy giống giống như vậy, giống giống thôi nha, chứ mình không nói là y chang nhé. Rồi mình sẽ mở ra cho anh em xem, mình sẽ mở này ra. Cái này sử dụng răng ngược nha anh em. Rồi đó, mở này ra, đây có một cái miếng rồi, cái miếng nhìn tưởng cái lưỡi cưa. Sau đó mình sẽ gắn cái lưỡi này thì anh em mua ở Sò Mộc cũng có bán nha, lưỡi này là lưỡi 82 ha.
85 hoặc là 80 anh em đều xài được hết á. Rồi chúng ta gắn vô. Khi chúng ta gắn thay lưỡi thì anh em nhớ một cái điều là nhớ gắn cho đúng chiều. Thứ hai là gỡ pin ra, đừng có để cục pin, tại mình cái này nó là công tắc bóp. Mặc dù nó có cái cơ chế là cơ chế gạt xuống chúng ta mới bóp được, nhưng mà lủi thay chúng ta quên ha thì nó nguy hiểm. Đó là mình chia sẻ cho anh em để chúng ta cẩn thận chút. Thì con này sử dụng răng ngược, nó là anh em sẽ vặn ngược lại, không có vặn theo chiều bình thường. Tại vì nó sẽ khi mà chúng ta răng ngược á thì chúng ta càng chạy thì nó sẽ càng cứng. Còn nếu mà sử dụng răng xuôi là càng chạy nó sẽ càng lỏng. À, đó anh em hiểu cái cơ chế đó ha. Rồi chúng ta siết lại. Ở đây nó sẽ có cái nút để chúng ta gài. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cục pin vô. Sử dụng dòng pin 20V ha. Gắn vô một cái. Rồi xong rồi chúng ta sẽ bóp cho. Tốc độ của nó không có nhanh nha anh em. Con này tốc độ của nó vừa thôi. Tốc độ của nó chỉ có tầm khoảng, đây mình coi lại cái tốc độ, chưa chặt. Không phải chiếc chưa chặt mà gắn lộn cái sơ mi. Lần đầu luôn là một cái lần khó khăn nhất nha anh em ha. Đây. Hồi xưa mình có bán một cái con giống giống như vậy, cũng hàng Trung Quốc. Mà nó xài điện nha, không có xài pin ạ. Còn con này nó xài pin cho chúng ta luôn. Đây, chúng ta siết lại. Mình sẽ có những cái video chi tiết để giới thiệu cho anh em từng máy luôn. Đây. À, rất là nhỏ gọn, tay cầm rất là vừa và thao tác rất là dễ. Ngon lành ha. Con này tốc độ không tải của nó là 2.500 anh em ha. Và con này có thể dùng để làm cái gì? Bây giờ kẹp cái miếng này mình cắt cho anh em coi. Dùng để cắt ván sàn nè, dùng để cắt cắt sắt cũng được. Con này nếu em có lưỡi cắt hộp kim anh em cắt được. Đây mình xài ha. Mình gạt cái này xuống. Đây là nó cách cái cách xài của cái máy này là nó chấn nha anh em. Anh em xài từ phía bên ngoài cũng được, hoặc là anh em chấn ở giữa cũng được, thì mình sẽ chỉ cho anh em hai cách. Một là xài phía bên ngoài ha. Bây giờ mình gạt nè. Ở đây mình không có thế nha, cái thế mình đứng sai nha, tại vì nó có cái móc nè anh em để ý nè, cái móc nè. Mình gạt luôn, mình cầm đâu nè. Mình móc mình gạt vô nè, mình mới cắt ha anh em ha, sau đó mình buông ra. Cái này mục đích này là để nó an toàn cho mình thôi. Tại vì á, luôn luôn sau khi kết thúc cái động tác đó là cái lưỡi nó sẽ bung ra. Anh em không có bị nguy hiểm, anh em hiểu cái lý do đó không? Ha. Nếu mà anh em cố định như vậy, rủi mình xui, mình để dèm bóp trúng cái tay vô đầu quất. Trong khi cái này nó sẽ luôn bung ra cho chúng ta. Nên khi cắt nó sẽ hơi cảm giác hơi nặng một chút. Thứ hai, cái cách cắt thứ hai là cách chấn á, mình sẽ chấn cho anh em nha. Giả sử mình đang để cho miếng gỗ mình muốn chấn nó xuống thôi, bây giờ mình sẽ chấn nè. Ok, đó là cái cách cắt thứ hai cho chúng ta. Quá đã, một cái máy như thế này anh em đi công trình thì anh em thấy nó sướng vô cùng ha. Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Khuyết điểm của cái máy này theo mình đánh giá ở đây nó không có cái hộp. Nó không có cái thùng. Nó chỉ cho chúng ta một cái hộp giấy thôi. Nên là khi mà chúng ta cầm đi nó hơi bất tiện một chút. Hơi bất tiện một chút. Anh em thấy đó là những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Bây giờ mình lỡ làm rồi, mình làm cho anh em thêm mấy cái sản phẩm còn lại luôn ha anh em ha. Anh em ráng coi. Đáng lẽ hết giờ rồi nhưng mà thôi, lỡ làm rồi một lần làm một lần khó, mình ráng mình làm luôn. Dù sao nó cũng dơ, nó cũng bụi từ lưa ở đây hết rồi. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy, là máy trà nhám tăng. Con máy này nó cũng không giống ai luôn. Rất đặc biệt, con này thì mình không có đi review tại nó bụi lắm. Đây cho anh em xem cho biết thôi. Đây cái máy nè. Nhìn bên phía này thì anh em thấy nó giống người ta, nhưng nhìn trên phía này thì anh em không thấy giống ai hết ha. Về máy này thì mình đánh giá nó ở cái mức là chúng ta sử dụng gia đình thôi, độ tiện lợi thôi, nhẹ, dễ xài. Còn nếu mà nói về độ bền thì mình tin rằng những cái máy cao cấp như là của Makita này nọ thì nó sẽ bền hơn nếu chúng ta xài công nghiệp. Con này xác định xài gia đình, anh em lưu ý nhé. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hãng Works này là anh em dùng gia đình là tối ưu. Không nên sản xuất nên dùng cái hãng khác. Đó là cái mặt đánh giá rất khách quan của mình. Con này á, mặc dù thật sự là hãng không thích nghe điều này, nhưng mà mình phải nói điều này thôi. Mặc dù anh em có thể cái máy này nè không xài nè,
không xài ấy được nè, không xài công trình được nè. Nhưng có một cái dòng máy mà anh em hay chọn công trình được, đó là một số dòng máy điện. Chẳng hạn như cái con máy mài mà sắp giới thiệu cho anh em, hoặc là con máy khoan, hoặc là máy cơ lộng đó, thì anh em xài công trình được. À, còn cái con này thì theo mình đánh giá thì chúng ta xài gia đình thôi là ok, hoặc là xài ít thôi. Tại vì mình biết rằng là với cái kinh nghiệm nhìn máy của mình thì mình biết cái kết cấu máy nó có khả năng chịu được khoảng bao nhiêu. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em là một cái máy chạy nhám. Con này là máy chạy nhám rung ha, rất là đẹp luôn. Nó thì nhìn nó cũng giống như cái máy khác thôi. Con này thì không có innovation nhiều ở trong đây. Yếu tố chính của nó là reimagine. Nhưng mà nó hay ở chỗ là cái bụi này thì không có hàng nào có cái túi bụi giống vậy. Túi bụi nó được đút luôn nha anh em. Desktop. Đút vô rất là dễ dàng. Xài rất là đẹp luôn, anh em nhìn thấy không? Nhìn rất là đẹp. Công tắc ở đây, đẩy lên. Rất là dễ dàng. Cái đế này thì nó là một cái đế, nó có hai cái đế. Anh em gỡ cái đế nhựa ra thì nó sẽ là cái đế cao su. Ở cơ chế gà là cơ chế bình thường. Đế nhôm. Con này công suất của nó là 250W. Nó không có tốc độ nha anh em. Con này dòng này không có tốc độ, nó có một dòng có tốc độ nữa. Rồi con này thì giá bán của nó tầm khoảng đâu đó 1.092.000. Một giá cũng khá là cạnh tranh. Rẻ hơn Makita một chút. Rẻ hơn Matep một chút. Gì vậy? Bây giờ chưa chuyển qua cam này á, trời ơi, sorry anh em. Cho anh em coi lại nha. Nhìn cái cam này quên mất. Đây là cái máy chạy nhám rung nha anh em á. Nè gạt lên nè. Đó. Nãy giờ không tin là mình nói rồi, cho anh em coi thôi. 1.092.000. Giá rất là phù hợp luôn. Tiếp theo là mình sẽ test cho anh em hai con máy mài. Đây là một máy mài mà mình nghĩ rằng anh em có thể đi công trình được. Tại vì nó đã được bung ra, mình đã mở ra mình coi rồi. Cái bên trong của nó, ruột của nó là đúc hết, đúc keo hết. Và những cái linh kiện của nó rất là chất lượng, xịn hơn hẳn cái máy của hàng Trung Quốc. Và một cái điều mà mình muốn chia sẻ với anh em, một trong những lý do mà anh em chọn cái máy mài của hãng Quốc Iskin đi làm, đó là cái thân máy rất là nhỏ, rất là đẹp, rất là nhỏ. Nó nhỏ xíu luôn, cầm vô rất là vừa tay. Cái thiết kế của nó gọi là thiết kế của phẫu thuật đó anh em á. Nó rất là vừa cái tay của mình xài luôn. Và khi mà anh em cầm vô, anh em cảm giác một cái sự thoải mái tuyệt vời luôn á. Rất là đã luôn. Nhưng mà nó là dạng gì? Gyre Power, tức nghĩa là máy này thiết kế nhỏ nhưng rất khỏe, 750W. Quá đã luôn. Con này thì mình cũng bấm máy mình chạy cho anh em thôi, chứ không có cái cắt mài ở đây được. Không có gì để cắt mài hết. Nó cũng không đánh giá được gì nhiều anh em hiểu không? Không đánh giá được gì nhiều. Cái gì mà nó phức tạp thì mình cho anh em coi, chứ cái quỷ này thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác đâu ha. Đây mình sẽ gắm đi. Đây. Con của mình đang cầm lại công tắc đuôi. Giá của nó không hề rẻ. Con này giá đang bán của nó là 1.035.000 ha, cho một cái máy như thế này nha anh em ha. 1.035.000. Quá đã luôn. Rồi anh em thấy là cái giá này nó sẽ bằng ngang với cái con DWE 8100T của Dewatt á. Anh thấy không? Cái giá nó ngang luôn á. Con này là công tắc trượt. Giá nó sẽ ngang cái con DWE 8100S. Nhưng mà giá rẻ hơn con này 1.029.000 thôi. Con 8100 lên tới 1.150.000 rồi. Nhưng mà được một cái á, những anh em ha. Đây. Con hoành cành đào luôn. Máy này cũng rất thẩm mỹ. Công tắc trượt. Phải mở. Cái máy mở là chứ mình không phải mở cái con này cho mấy ông. Ok. Tay cầm lớn nha, M10 lận. Cái tay cầm 8 thôi. Và nội thất bên trong thì anh em xem lại video cũ của mình. Rồi. Ok, đó là gần hầu như là hết tất cả những sản phẩm đó ở đây rồi đó. Chỉ còn hai cái là máy bắt vít điện tử và một cái máy đây máy bắt vít điện tử, mình cho anh em xem vít điện tử. Cái này mình sẽ làm một video review chi tiết.
dành cho anh em mở linh kiện điện tử rất là thông minh, hay lắm. Và máy khoan, con này là có cái đầu này á, đây mình cho anh em coi luôn, lỡ rồi ha, hay lắm. Cái này bữa trước thì con này nó có tay cầm nha, rất là bự luôn. Khoan búa, máy này là máy khoan hai chế độ dành cho anh em đi khoan búa, khoan tường. À, đầu kẹp là 13 ly, đầu auto lock rất là khoan nhanh. Cái này anh em làm nhôm kính rất là sướng luôn, tại vì làm nhôm kính thì khoan tường cũng không có nhiều, chủ yếu là khoan nhôm, khoan sắt. À, mà có chim chỗ búa thì rất là tiện, nhưng mà đa phần những cái máy như thế này là không có đầu kẹp auto lock. Thì cái đầu này nè, anh em muốn mở ra, mở vô á, anh em siết á, kéo ha, mở ra nè, còn mình siết lại ha. Siết xong á, anh em chỉ cần gạt cái này lên thôi. Đây nó có nè, lock và free đó, gạt lên là nó cứng ha, rất là đã luôn. Còn muốn mở á, kéo xuống mở ra, mình dán một cái mũi khoan ra cho anh em coi. Ví dụ cái này bỏ vô ha, và chúng ta siết lại nè. Siết bằng tay thì nó rất là dễ rồi, siết nè. Anh em siết cỡ vậy là vừa thôi, không cần phải nhiều. Rồi chúng ta gạt lên là nó sẽ cứng. Rất là hay. Đó. Rất là đẹp. Công suất là 600W ha, hai chế độ, có đa tốc độ và có đảo chiều luôn. Và cái máy này thì đang bán giá nó cũng khá là rẻ luôn nha anh em. Con này giá 1.050.000 thôi. Chỉ 1.050.000 cho sản phẩm này. Ok, đó là tất cả những cái sản phẩm mà mình giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Anh em thấy như một bãi chiến trường. Và hy vọng là những cái thông tin mình cung cấp cho anh em đã rõ ha. Còn nếu chúng ta coi chưa rõ nữa thì mình sẽ làm thêm. Tất nhiên là mình sẽ làm những video chi tiết từng máy cho anh em coi luôn, để chúng ta có một cái đánh giá sâu hơn về sản phẩm ha. Đó là những cái mà mình sẽ hứa sẽ làm cho anh em trong thời gian tới. Tóm lại trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói, khi chúng ta nói về What Is, hay là nói, What Is là nói theo tiếng Việt ha, nói theo tiếng Anh là What's. Hey, đây là một thương hiệu của Trung Quốc. À, thương hiệu Trung Quốc, mình nhắc lại điều này. Mình đính chính lại với anh em về bữa trước mà nói về thương hiệu của Đức. Đây là thương hiệu của Trung Quốc. Nhưng toàn bộ dây chuyền sản xuất và công nghệ là của Đức. Trụ sở của họ hiện tại đang ở Đức. Nhà máy của họ thì ở Trung Quốc. Trong trụ sở thì có nhiều quốc gia lắm, không chỉ Đức thôi, nhưng mà chính cái mà họ ghi ở trên cái máy của họ là của Đức. Cái này đạt được tiêu chuẩn về môi trường, đạt rất nhiều cái bằng công nghệ về sáng chế, độc quyền mà chỉ có họ có thôi. Nhắc đến Watts thì chúng ta hãy nhắc đến cái từ innovation, hay tiếng tiếng Việt chúng ta có hiểu là cái sự cải tiến, cái tân, cái sự mới mẻ, cái sự độc lạ của đó, nói hay bị bình dân. Nếu chúng ta xác định Watts là một cái sản phẩm để so sánh về sức mạnh đối với những cái hãng như là Bosch hay DeWalt, thì đối với mình, chúng ta so sánh như vậy thì nó không, đương nhiên mấy hãng kia thì nó sẽ có thể nhỉnh hơn một chút. Chúng ta so sánh về độ thẩm mỹ thì mình khẳng định với anh em đồ này rất đẹp, không thua thằng nào hết. Nói về cái sự dễ dùng và cái sự thao tác nhanh gọn lẹ, giống như mình nói cái giá trị mà hướng tới thì nó cũng là top luôn rồi đó. À, nói về độ bền thì cái này cần có thời gian chúng ta mới đánh giá được. Nhưng mà thằng này nó bảo hành ở bên nước ngoài là 3 năm thì mình nghĩ nó cũng không có thường. Và dám refund trong 30 ngày, tức là trả tiền lại trong 30 ngày nếu mà sử dụng không ưng ý. Ở nước ngoài thôi, không phải Việt Nam, ở nước ngoài thôi. Rồi, nếu chúng ta xét về cái độ lâu năm của thương hiệu này thì mình tin rằng thương hiệu này sẽ còn đi lâu nữa, chứ không phải là trong vòng 20 năm nữa đâu. Nó sẽ còn lâu nữa. Vì với những cái gì nó đang đem lại cho người dùng thì mình đánh giá rất cao. Nói về bảo hành thì nó bảo hành cho chúng ta là 6 tháng từ Việt Nam. Thua bằng với Makita hay bằng với Bosch, thua Ryobi và thua DeWalt. Còn chúng ta nói về giá tiền thì nó đang nằm ở cái phân khúc lửng lửng. Tức nghĩa là nó sẽ rẻ hơn Makita và DeWalt tầm khoảng 5 đến 10% thôi. Hết rồi. Và nó sẽ cao hơn Matech. Ha, cao hơn Matech. Cao hơn hoặc ngang hàng với Ryobi. Cái đó là Ryobi hoặc là Hikoki thì nó sẽ ngang ngang, và đương nhiên là sẽ không thể nào bằng Milwaukee rồi. Rồi, đó là những thông tin mà mình chia sẻ và tóm lại trong chương trình ngày hôm nay, để chúng ta động lại những cái keyword, những cái từ cốt lõi để chúng ta nhớ về thương hiệu Watts này.
Thương hiệu này đang được sở hữu bởi cái công ty Bositech, đó là công ty chính, và đang được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Wellcome Việt Nam. À, công ty Wellcome Việt Nam đã phân phối hai cái hiệu nổi tiếng, một là Wars, hai là Chassis, và họ có một thêm một cái thương hiệu máy hàng cũng do Chassis sản xuất, đó là thương hiệu Wellcome. Và mình thông báo cho anh em thêm một cái thông tin mật, đó là sắp tới họ sẽ về thêm một cái thương hiệu đồng thương hiệu được sở hữu bởi Bositech, một thương hiệu ở phân khúc thấp hơn so với Wars, đó là thương hiệu Carrex. Carrex, thương hiệu này đẹp tuyệt vời luôn em, và giá rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì rất là tốt. Và rõ ràng chúng ta lại có thêm một lựa chọn nữa cho một cái phân khúc mà nó không quá tệ, giống như là hàng giả hàng nhái á, nó có thể nó, và nó sẽ trên Inco, trên Total, đẹp hơn DCA, độ bền thì mình chưa nói à, và giá của nó thì rất phù hợp luôn. Và mình nghĩ đó đâu đó tầm khoảng 2 tháng nữa thôi thì chắc chắn nó sẽ có tại store 1. Và nhớ nha anh em, nhớ ủng hộ. Mỗi ngày mình luôn tìm kiếm những sản phẩm, những thương hiệu mới phù hợp để mang về đây và cung cấp cho mọi người, để đảm bảo cái tính đa dạng mà mình đang hướng tới, và đặc biệt luôn luôn chất lượng, à, uy tín, trách nhiệm, trung thực và tiện lợi. Đó là những gì mà giá trị cốt lõi mà mình đang xây dựng cho anh em. Cảm ơn em đã xem video này, xin lỗi là không thể trả lời những bình luận tại vì mình đã tắt cái máy tính của mình rồi, và mình sẽ không thể làm tốt hai việc cùng một lúc, vừa trả bình luận và vừa review cho anh em xem. Và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình khác. Nhớ đăng ký kênh của mình nha anh em. Đây, nhớ đăng ký kênh. Và nhớ share cái video này nếu anh em thấy những gì chia sẻ là ok. Tên là Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại.